Giải đáp những thắc mắc của học sinh xung quanh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã cho biết thí sinh sẽ được đăng ký xét tuyển tối đa là 6 nguyện vọng, xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 6. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày kể từ khi công bố kết quả thi và kết quả xét tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển cho trường đã đăng ký nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất. Sau khi có kết quả xét tuyển vòng đầu tiên, các trường đại học được Bộ Giáo dục Đào tạo giao chủ trì tổ chức thi, in phiếu chứng nhận kết quả thi cho các thí sinh chưa trúng tuyển ở vòng xét tuyển đầu tiên. Mỗi thí sinh sẽ có 3 phiếu chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi để xét tuyển nguyện vọng bổ sung. Trước đây, khi tổ chức kỳ thi 3 chung, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng. Riêng đối với các ngành năng khiếu, theo quy định quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng thì sẽ sử dụng kết quả thi của ít nhất một môn văn hóa kết hợp với kết quả thi môn năng khiếu để xét tuyển. Môn thi văn hóa do các trường lựa chọn trong các môn thi qua kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.